bà sản phẩm mê riêng dương này ngày này cứ mê riêng tì bầm bầm nơi khổng ị bụt bờ dương hay chìm mê riêng đại dương sắc sáng sản phẩm dương bật tó bà hay sở hợp chùm bụi nâng mê riêng nơi khổng khó áo lành bà dương cứ mê riêng tì bầy nè mê riêng tì bầy chân sản phẩm mê riêng tì bầy cứ nước non này sau khi này cho mọi người mình đi bấm pal nước non ebook cứ dùng từ sắc xa xoay nhiều bật thay tiết bẹp bòn khi này cho mọi người nè ate thị chuẩn nè yết sách bút thợ thị chuẩn đại non nút cái prao bịa tha creating value for target customer nè ca bạc ca đầm lầy xem ra ate thị chuẩn rồi có ca riệp chòm ate thị chuẩn cổ đầu chân nước non nắng cứ chia chấm nốt môi đại dương sắc xa sao chú rưu nằm bấy xoay rộp ở ả tệ thị chốn đại chìa ả tệ thị chốn nằm khổng ca chú bù tờ lụa sư và cắm rưu có bà lật tập hòa chùn bụ quạt chẳng đầm bấy phương bán cứ bắt đo đầm lầy đo đầm lầy ok chẳng mê riêng môn bán xoay nhu bán vừa dương squal bí lạ cả nạ nấy lạc cả nạn này tìm xá mê riêng tìm muối mê riêng tìm bí ở dân school bí ở vậy tới hai ta tìm xá hay vì mình lạc cả nạn nâng bạc giá cả dạng đôi mà đánh nâng dân bị phía tờ lỡ environment chung với nâng bà bà tốt bị chọc mê riêng tìm muối tìm bí này tam khó ao làn dưỡng cứ dân chú mơ ca cắt trong này tìm xá mà đòn các cầm nát ở tệ thể chôn cổ đau nâng ai ok chẳng xử mẹ mê riêng ní cứ chìa chấm bong mê riêng sầm khăn và to thiệt hái rất là vì miền phía việt nè vì miền phía việt chẳng dân thời tam đàn đôi khu ban vậy chẳng mê riêng đi mua vậy bị ấy mê riêng đi pi vậy bị ấy đọc bị thị bấy của dân mạch là hãy dân co complete tái liệt pê làm bài an mê riêng đại nơi xe xa là mê riêng đại không ebook dân cho do trong nơi sầm khăn do mà riêng tam phải tam course outline và dân đại vì miền cả ta sầm khán ở ai ở dương trọng hay phần tái dương có liệt bế làm bài an mê riêng bà to môn bế đại dương chấp bà đàm mê riêng nâng rồi có mê riêng đàm mê riêng tì bầm bà miền này thay dương thật xoay dối chấp bì mê riêng tì mũi đàm mê riêng tì bầm mùi hay nâng tì bầm bà lì tiệt chẳng thật xoay dối bà thái nó có nâng ý bụng nế bù dương an bà thái ok chẳng xâm nhạc áo lai nâng nâng mục của chi nâng mê riêng dương bà chẳng nói bốn chấm nói đại sầm khăn bẩm phật chấm nói tí mối cư dương riệp chom vô đất sa tiệp xá sẽ mẹ a tệ thời chuẩn năng tí pì thời che bàn chay chấm nói cắt chấm nói tiệp xá hay tí bảy ca cầm nọt tiệp xá cô đỡ hay chấm nói tí buồn cư nị dạy pí nị differentiation and positioning cả thưa ở khóc lại pì đại cụ bực cột bị cháy nâng lạc cả nạ toal khuôn miền này thà positioning cứ ti tăng khuôn ấy thà chỉ ti tăng đại cầm hôn dưỡng thất nơi cầm rạch nà dưỡng chỉ cầm hôn lùm đập mật súng lùm đập cần đá rư cái dạng mạch phá lật tập hòa bà dưỡng chỉ phá lật tập hòa đại đầm lại tiếp chân kế rư có đầm lại bù chân kế rư có đầm lại để xong rùm để ai tựa vô bàn anh kia hai thà positioning nế nâng khăn nông đi. Ok, chắc 4 chùm nói nâng khăn nông Khoa sáu lãng xe mẹp mê riêng tì bầm bà dương. Bà, ta chùm nói tìm mối dương tờ xoay nhu thà ở vầy tới hai thà ca cắt chùm này tìm xa. Nì, ca cắt chùm này tìm xa. Chẳng ca cắt chùm này tìm xa cứ chỉ ấy nè. Dividing market into smaller segment with distinct need. Các cách chậm này tiếp xa cứ chỉ cả bàn chạy tiếp xa ở tới chia bầm này tôi để nó không nút để bay từ lửa đầm rời ca bay từ tam đầm rời ca thì mùi được mũi được bó tiếp xa chẳng tiếp xa để kia đầm rời ca miền đầm rời ca ấy cái bàn chạy cho nên rứt cò characteristic lạ cả nạ này tiếp xa miền này thà dừng bay từ tam lạ cả nạ bập hết đầm rời ca bay từ tam lạ cả nạ tu tới sẽ lạ cả nạ rứa có behavior that might require separate market strategy or mình rứa có ế để giả bắt đầu tây thiết đại đầm rơi ở dưỡng nhẹ khăn ông ca thơ vừa dựa đặt xa thịp xa xem xin khả nè rứa có châm rộ
mình rứt co riêng trong dụt đất xa châm rô chẳng ở chẳng nói tầng ó nâng cứ vì bẹp bọn kia cho mùi nâng ca bán chạy vô mà nụ xê mà nụ chá mà nụ khám mến cho mùi nâng mà nụ vây dùm túng nẹ miến rứt co nẹ cỡ nẹ nẹ để quạt si chố nẹ quạt si ọt chố nẹ nẹ mình si chố nè chẳng kê thật bà ra dụt đất xa khó khóc kia mà nụ anh đang xem mẹ tiếp sáng được không ca để dưỡng tình nạn tình cho mẹ tệ tự chuẩn trên đây cái nạp để dưỡng bắt đầu rư cò cột cùng cứ dưỡng thật miên cho ta sạp xem xin kia đây chỉ trong nội mối đầm rơi ở dưỡng che ban chạy ta lỡ bầm này tiếp sạp xem xin kia chấn xem mẹ không mến cua ta pra vô ta xả ấy đầm mấy vậy lục tiếp xả chấn cái thật xoay vô ta tam đầm rời cả khmến, ta tam lại cái nào bó bọc khmến, ai tăng ơn nắng khi mình nhẹ nhé muối nhẹ ca cách chậm lại ta pra ta phân bài ta lừa đầm rời cá lại cái nào chả rắc rực ế đi à bọt hay bởi sân chết thân là khăn ông dốt ta xa tại muối rực ở bề khá nè ní cậu pra dốt ta xa ni mình tha khmến, mình tha cha mình tha vây dùm tôn nâng tế để ta pra dốt ta xa tại muối kì mạch nhẹ chứ, nắng kì ai sạch mình tại muối chúng này tiếp xa tại mùi tái bờ sân chỉ dân tới prau khó khó cái này ta tam tập hết lại cái nào chắc kinh nhẹ chỉ pì chỉ bảy tám đầm rơi cá tam tập hết này là tập hợp bao kì chẳng nè ok anh nói cái hơi chấm nái tiếp xa ok các cách chấm nái tiếp xa cứ vì miền lại cái nào bài này ai và create value for target customer khả năng về để dùng kết từ lơ cá cắt chậm lại tiệp xa nó cứ kế bắt đầu sầm khán từ lơ cá bắt đầu làm lại tại ở tệ tự chôn đại chi ở tệ tự chôn của đại bờ dương dương cầm nọt chân trăng chậm lại nó cứ dương trời chơi rơ nè select customer to serve trời chơi rơ ở tệ tự chôn làm bấy bầm rào sự bà cầm bầm rào rồi còn lụa là tập hợp chôn nên khả năng về để dùng kết nhưng chạp đàm này divide the total market into smaller segment trời bàn chạy tiếp xa rùm tầng ổn nâng ở tới chi châm này tôi tới 8 phần phết này chiêu cầm ở dương thỏ ra dương lụa lề liệp mục miền thang ái miền dục chẳng còn là dương lụa lề nâng dương khởi cách châm này tiếp xa ba này ta tập hiện là khá đại quan do chậm nãy tiêm xa bởi trường hay phần tập hợp bởi dưỡng viêm miên nằm rơi từ lớn mình đủ trái năng vây dùng tốn tiền nó nghe nè chẳng dương thở bàn chạy chẳng mình lại năng nè chạy nhây cái luôn này chẳng tiêm xa dụ bộ vấy để dương lúa cua ra dụ được xa chẳng mất tiêm xa xa mẹ mình đủ trái đại quạt rồi lê liệp mục và dương đái vây bi xa sập răm cho nam rồi có sai sập tờ học sập cho nam cơ quạt bà lê dương bàn đái ok chẳng cua bầm mốt quạt chẳng mình nâng cái thở bàn chạy cái thở tám liệp tròm tám sạch mình nì mùi tám chùm này tiêm xa nì mùi hai bàn kê liệp tròm xa lệch thở target nì nâng ai nè tiêm xa cổ đấu nè ca chùm này tiêm xa hay chùm mùi nâng tệ thị trường của đại đại chiến tại đó đại khu vậy mấy nhiêu hồ tại đó vậy cha chùm tung chập bị mà phải chín năm rồi hồ rồi có bầm bảy đập chín năm rồi hồ tại đó sam sập ram chín năm rồi có sai sập chín năm rồi có thay cho đất sa những sinh kia thầm sam sập rồi có sam ram cho cầm bị sam ram cho cầm rồi tại đó đập bầm bảy dừng cắt mà sạch mình thì mà chậm lại tiệp xa chỉ tiệp xa cổ đại hay riệp trăm vô ta giảm xe phù dụ bộ vậy cũng rất nâng hay chấp bị xam pram rồi hốt tại đó học sập cho nắm cù pra dân mình à nâng thì nhẹ tới lứa chậm lại tiệp xa xe mùi tiệp nế hay riệp trăm vô ta giảm bài lục tiệp xa xe khả nè cù đào mình à nâng ok hay bà tỏ bì nút à vậy để dân thật phứa cứ nè kết tới lứa differentiation cho mùi nâng positioning ការធ្វើឲ្យខុសប្លាយទៅលើផលិតផលរបស់យើងពេលខ្លះអាស្រ័យទៅលើការនិយាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសិល្បៈនៅក្នុងការនិយាយរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លាយដែលយើងញែកផលិតផលរបស់យើងប្រើបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបចាស់នេះ
lật tập hồ bà dưỡng cứ prao xâm rạp mà nụ chạc này trâm cầm rần này. Hãy có ai prao cho mỗi nâng khám mệt bàn này hay là biết prao dưỡng ai differentiate bì lạc cả nạ này ca prao prao. Chẳng ai liệp dưỡng mệnh dưỡng ấy ná. Offer có dưỡng mệnh ảnh kia. Chẳng nói đại dưỡng thơ ai differentiate từ lật tập hồ bà dưỡng. Nâng khăn nông cư này differentiate từ market offering create superior customer value. Khả nạp bê đại dưỡng miền lạc cái nạp phía xe xe mẹp mà nụ chá. Nhưng mà nụ chí vây chạp phía xàm xe pram cho nằm lãng tới rồi hốt đó học xe phía nằm. Nhưng cụ bà mốt dân mách ảnh nâng cho nói nâng 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 khơi anh phía khóc lại kìa. Bà cho nói bà tó cho nói chí positioning nè. Position the market offer in the mind of target customer. Nhưng ta rơi riêng chồng thơ mách ấy à tự tự chốn score bì bà lật tập hồn bà dưỡng score bì cầm hồn bà dưỡng thật nơi khăn nông cùng rạch nà. Thật nơi khăn nông ở rộng bà ประเภทผลิตภัณฑ์យើងមានប្រហាក់ផ្អែកគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទផលិតផលរបស់ Unilever ឬក៏អីយ៉ាងទៅហ្នឹងអាចទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពតែយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាបើយើងប្រភេទនៃការសម្ពោះអាហ្នឹងគួរនិយាយអញ្ចឹងអូខេចំណុចបន្ត លក្ខណៈនៃការកាត់ចំណាយទីផ្សារបន្តគេថាសាយមិនទីងខនស៊ូមឺម៉ាកេត ការកាត់ចំណាយទីផ្សារទៅលើទីផ្សារអតិថិជនប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ consumer market segmenting business market segmenting international market requirement for effective segmentation ចឹងចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងនេះគេអាចបែងចែកជាលក្ខណៈនៃ consumer ប្រភេទជាទីផ្សារគោលដៅប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ទីផ្សារ សម្រាប់ យកទៅលក់បន្តទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងចំណែកទីផ្សារធំៗដែលយើងត្រូវនៅក្នុង consumer market ហ្នឹងដែលគូនិយាយពីខាងដើមឧទាហរណ៍ពីខាងដើមហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង consumer market នេះដែលយើងយកទៅចែកចំណែកថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់បន្តទៀតទៅលើវ័យទៅលើអាយុទៅលើនីតរបស់គាត់អានេះសម្រាប់ប្រភេទដែលគាត់ប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មគាត់យកទៅលក់បន្តអូខេ ហើយចំណុចចុងក្រោយទី3នេះទី4ហ្នឹងគឺយើងមើលថាចំណែកនីមួយៗមួយណាដែលត្រូវការកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព effective ទៅលើចំណែកថ្នាក់នីមួយៗអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៅលើ consumer market នេះគេបែងចែកគួរណាទីផ្សារគោលដៅ 3 ហ្នឹងគេយកមកលម្អិតបន្ថែមនេះ segmentation ទៅ consumer market យើងមានកត្តា 3 ចំណុច 4 ចំណុច ដែល ត្រូវ សិក្សា បន្ត ចំណុច ទី 1 ត្រូវ ស្វែង យល់ ពី លក្ខណៈ geographic នេះ geographic segmentation ក្នុង ចំណោម អតិថិជន ទាំង អតិថិជន ប្រើ ប្រាស់ ចុង ក្រោយ នេះ គឺ យើង មាន កត្តា ធំ ធំ 4 ដែល ត្រូវ យក មក កាត់ ចំណាយ ទី ផ្សារ បន្ត លំអិត បន្ថែម អញ្ចឹង យើង អាច រាល់ អតិថិជន ដែល ទិញ ផលិតផល យើង យក ទៅ ប្រើ ប្រាស់ ទាំង អស់ dương ai bán chạy qua từ tam tập hết đấy geographic tam đồng bón cắt chấm nái từ tam đồng bón cắt chấm nái từ tới demo và chia xa nên khi nó đại cụ vậy mấy cứ phải trả dụ và chia xa nó miền ấy là demographic segmentation và chia xa cứ bọn bọn miền bẹ bọn chủ mùi nắng và chia chun nên khi nó nâng đại và chia chun nên khi nó miền ấy là cả và mồ bọn miền bị chia chun và chia bọn nắng ai demographic นั้นคือព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រយើងផ្អែកទៅតាមអាយុពណ៌សម្បល់ភេទសាសនាចំនួនចំណាយអីជាដើមហ្នឹងចំណុចទី 3 គឺការកាត់ចំណាយទីផ្សារដែលពឹងផ្អែកទៅលើ cycle ចិត្តសាស្ត្រនេះចិត្តសាស្ត្រមនុស្សមានលក្ខណៈចរិតចិត្តចំណង់ចំណូលចិត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងចិត្តសាស្ត្រ ហើយចុងក្រោយ behavior អាយ៉ាបាត់ប្រភេទនៃការរស់នៅបែប lifestyle lifestyle បែបទំនើប lifestyle បែប low បែប lifestyle បែបបុរាណ បែបទាន់សម័យ បែបអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងប្រភេទនៃការបែងចែកប្រភេទ អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមិនមែនថាយើងត្រូវតែប្រើទាំងអស់ទេ ណា ក៏យើងមិនត្រូវតែប្រើទាំងអស់ គ្រប់ចំណុចទេ ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដឹងពីលក្ខណៈបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹង បើសិនជាយើងស្គាល់ពីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹង
tăng pi quạt run nơi không nằm bàn nà nên khi bài chạy bệnh dậy pi bọc cồn mình nhẹ để dân thời sắc sá có thời score lại ti tăng ca run nơi nằm bàn bọc quạt bị chia sẻ po miên to luôn bọc quạt nên bị chia sẻ nắng ấy coi chương thời đăng pi chất cùng nết bọc quạt đây hay không khỏi cứ e dạ bọc quạt đây tiếp dân đăng thà cả ta thằng ở nắng cứ là o sớm nhập dương khôn ca chiết châu khôn ca chiết châu từ lứa bà lạt tập hợp bà dương rồi có ca pra sự bạc cam bà dương ok những chuyện này nó đại sầm khăn nó buôn chuyện này thầm thầm đại dương thời sắc sắc soi nhiều bật thèm tiền đấy ok nè các cách chuyện này từ lứa tiếp xa nó châu đo lầm ẩn geographical segmentation divide into market different geographical unit such as nation nè region state country or city nè đầm bòn ca cắt chậm lại thì sát từ bài lơ đầm bòn nâng tì tăng nâng nông nút đầm bòn tì tăng nâng nông nút cứ miền bài trải chia chiết đầm bòn rót và tê rưu gọc cồng anh nâng cái hai tác geographical để cái bài trải tìm xa cái thà ấy và thiên tìm xa đầm bòn nè cồng cồng đầm bòn cồng cồng khát cơ cơng và chạm rì thần y cơng giống như thế này bởi căn khát căn và màn khát hắn kia cắt trong này tìm xa từ tam và phết nên đầm bọn này geographical region rồi có country marketing manager gọt cơ cơng tu tiên bởi tế này gọt cơ cơng gọt chứ bởi thiên chia market chia rọt ai bởi tế muối ai rọt muối ai đầm bọn muối ai cơng muối ai khát muối năng cả cắt trong này tiếp xa nè phần tóm mắt cứ demographic segmentation nè divide market into group based on nè variable bán chạy tiếp xa ai tới chia đầm bọn chia cầm tối để phân phải từ lơ thế ạ thế chỉ ra nè variable ạ thế chỉ ra demo để cụ dây biết bị chia xa nè ai dụ để cụ dây mà nhé nè ụt thì họ từ lơ ai dụ từ lơ hết thế là lời nắng được bền dậy pi là tập hợp cái sản phẩm số bù đây nó từ số bù này vì liệp mà sai lần crack mực làm bơi xả đó khá là liệp bộc bộc lần chăng anh nắng tập hợp mà sai lê mà khò ngay vì liệp tập pi đó ngay hỏi anh chứng anh nắng tia tia sa cổ đầu khăng bao nhiêu ngay tập hết bộc từ giờ từ khăm áo từ sỏi nắng từ khăm áo bộc bộc căn là khăng tia đi chăng sỏ ok, với thế family size, family lifestyle này, income, anh đang tập hết chưa? À thế, mình nói tha, dân ta đăng pi lẽ cái nạn đấy, à thế thằng anh đi, dân ta đăng tha tập hết ở dụ po sầm bờ, ở dụ po sầm bờ, tùm hôm cô xá, chấm nốt bạc quạt, mực bò bạc quạt, cầm rạch ập rúm, sát sna bạc quạt, po sầm bờ này, chấm non hay chấm bồi nước chiết sa, anh đang khai thác demographic segmentation để dân ta đăng ta lơ rương thằng anh đang nè chẳng có nạp để dân đăng và phê đăng ở trán cứ vừa dưỡng cái như bạn bên dây pi chiết xa rồi có ấy religion đi mối cùng dây pi bồng bồn không ai làm dưỡng chẳng bớt sân dây dương cắt chậm lại tim xa ta lơ đầm đau ta lơ bồng bồn không ai làm ta cù cật chẳng mạnh chẳng còn là chẳng nói mối đẹp con chỉ mới nên không ai làm cứ sasana chẳng nói mối đẹp con ở nhà mi giải trục tề mi giải mon mi ple mon mi ấy bạn bạn đại mi giải trục ở tề mì sạch chục trăm gram mấy chục ngàn vậy do tới bầm mốt nó không nằm bàn nỉ nướng ăn bàn thì nướng bẹp pon cho mùi nướng sa sơn à nướng thật đắng race for some body cho đam cầm rất vô đắng education nè lifestyle family lifestyle income và phục chùm nổ coi chỉ riêng mùi đại dương tử sạch sa soạn vô ok market segmentation và to từ lỡ age and lifestyle stage này segmentation nè mơ bật thai mà nó xì dùm râu bật thai mà ta lỡ bỏ xe này cả bắt đầu đó nè ta lỡ dụ ai cho mỗi nâng đâm nạ ca này cả bàn trái ta lỡ life cycle what you would bỏ mà nụ nè different product or using different marketing approach for different age and life cycle group chẳng platypharica sẽ bà cam bảo dưỡng cứ thật bài dưỡng mơ vây để cụ dạy bị khẳng đẩm khmer chắp bì ở dụ bì đọc bì
pi mà khu bờ hồ từ đó pram khu vì miền lạc cái này như vậy pram chín năm á vì miền nằm ở cái nằm ở nhà bát xem xem cái này chắc pi pram bờ hồ từ đó đập chín năm xem cái này rồi có pi đập từ bầm bay từ đập chín năm cứ xem cái này anh ở nhà bát nằm ở cái cứ khóc cái này tại mà đó hãy vậy chắc pi bầm bay đập chín năm bờ hồ từ đó mà phải pram chín năm miền lạc cái này khóc cái này dân dân kết mới xong bay từ luôn dưỡng có nằm ở cái khóc cái này thiệp pi đầm nạ cao muốn rồi hốt mà đào đầm nạ cao dương đi đây cầm bông tài riêng nơi sẽ gọi cho lại nữa cứ dương miên đầm rời ca khó khăn này vì môn máu khăn này dương khăn mến xong bay ta lê xong bay ta mà sao ấy xem đai chết liệp phong krem ấy tập về lời tăng bị cho riêng sẽ gọi mà chết liệp krem liệp ấy anh ăn sạch ta chơi rương muối plak ca plak đồ à dụ ca plak đồ ấy là bọn để dưỡng từ tam vậy này. Gender segmentation nè cái cách chậm này thì giá từ tam và hết đấy gender này. Device bán chạy tiếp xa để bán trở lỡ hết pro rồi có hết sợi nè pro rồi có hết sợi là miền hết tràn tiền miền hết tơi miền hết ấy chẳng đâu nâng còn là khi mình tự score nè mùi tiết ca cắt chậm này tiếp xa tập phân bãi thờ lỡ income này. Income segmentation divide in market into affluent, middle income or lower income chứng khả nạp phê đầy dương thờ riêng trọng tiếp xa cứ chỉ ca riêng trọng tiếp xa để phân bãi thờ tạm bập hình này rồi chùm nổ phút chùm nổ tiếp rồi còn một số mấy chữ đàm rồi còn nè sweat swine nè có rì thăm thời bật chùm nổ phút có rì thăm này chứng thờ phân bãi thờ tạm bập hình ok channel tràn channel tích nâng dương thật bán chạy đại bộ nè thằng ọc nha nâng đại dương thật đăng tha bộ quạt mình lôi tinh tùm đinh bà dương ọt khai tài dương do tài lúa ai ảnh miên nè tinh dây xa ấy có đọt lôi đôi trả lời ní đại thật kích lôi phía tràn cứ tùm đinh đại kia thật cá cứ bập hệt ấy nông xa máy COVID nè nè mấy nè thật đọc lôi tục làm bầy triềm chạy hay bởi sân chỉ chạy để tinh bỏ đã mình chăm bánh khả nạp vì này cứ phù hồ dùm nấu lọt bán thành việc sẽ được kịch mình làm nói phá là chẳng có thật kịch để tạm thành việc hành chấn và lật tập hóa rồi có ca cách dùm này tiếp sau và dẫn thật kịch để lựa income lần này chạy được bộ khăn mình tên cho nên bắt đầu nhảy bị psychographical psychographic segmentation ca cách dùm này tiếp sau tập ai tập 8 chất đặt xa chất chia divide buyer into different group based on social class lifestyle personality trait nè chia ca cắt chậm này nè cái bài chạy nhẹ tính tới khả năng chậm này same nè cầm same nè để phân bài trở lại social class à social class nó cầm rất này lẽ cái nào mình nói tới tam tập hệ này đầm này này một mọt nhắn cái hai social class level nơi sau sau khá bỏ bộ cổ tư tới nâng cầm rật nè miền bà chế chân xâm mánh miền cồm cổ xa bụ ạ bì chân cổ xa nè mình trai đi chá cổ xa nè ấy kê nè miền đọc sơ đâm nè ấy nâng nâng bập hết chứ sau sau class để dân áo cồm cổ xa nè ốc nhà hay mới tiết cứ lifestyle rồi biếp rồi bộ này ca rút nơi bỏ bộ cổ nâng có phân bái tới tam bập hết nè sau sau class đôi thân hay mới tiết cứ phân bái tới personal ແລະລັກສະນະນີ້ບຸກຄົນບຸກຄົນມະເນຍມະເນຍກໍມີໄລຟ໌ສະໄຕລ໌ຫຍັງຄົນໄຖຕະບັດຕະຄູສາແຕ່ 1 ໄຖຕະບັດຕະ trên tầng anh ấy còn lại chỉ có bốn giờ mẹ cắt chậm này tìm xa để riêng để dương thử thứ cứ thử anh vọt chè cắt chậm này tìm xa khổ này ok chậm này bắt to về pon trước nay cho mỗi nâng cao cắt chậm này tìm xa segmenting consumer market để phân bãi thành lập behavioral segmentation nè ca cắt chậm này tìm xa để phân bãi thành lập area bot divide đòi bán chay nè tính từ nông crom tôi để phân bãi từ lựa chậm nè đấng
attitude ឥរិយាបថ ចំណេះដឹង ឥរិយាបថ ការប្រើប្រាស់ ឬក៏ ការឆ្លើយតប ទៅនឹង ផលិតផល នីមួយៗ ចឹង រាល់ ការ កាត់ ចំណាយ ទីផ្សារ ក៏ ត្រូវ មើល ដែរ ណា នៅ ក្នុង នេះ គេ ឲ្យ ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ ចំណេះដឹង ទៅ លើ ឥរិយាបថ អកប្បកិរិយា របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ ជាមួយ នឹង ការ ឆ្លើយតប ទៅ លើ ផលិតផល ចឹង នៅ ក្នុង រូប នេះ គេ បាន បង្ហាញ ពី លក្ខណៈ នៃ ស្ថានភាព បច្ចុប្បន្ន ដែល មនុស្ស ទូ ទៅ គិត និង ប្រោត សំខាន់ ទៅ លើ បញ្ហា បរិស្ថាន ដែល គេ និយាយ ពី green concept នៅ ក្នុង green ចឹង នៅ ក្នុង នោះ កណៈ កែវ កាហ្វេ គេ លែង ប្រើ ជ័រ គេ ប្រើ កណ្ដាស់ គេ ប្រើ កណ្ដាស់ កាបោន កណ្ដាស់ នេះ កណ្ដាស់ នោះ ដើម្បី យក មក ទុប គេ អត់ ប្រើ ថង់ គេ ប្រើ អី យក មក កាន់ សម្រាប់ កាន់ ជាមួយ នឹង កប៉ុង ងាយ ស្រួល ចឹង នៅ ក្នុង នេះ ខុក នេះ ខុក នឹង ដែល គេ យក មក ប្រើ អា នឹង ប្រភេទ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់ និង អកប្បកិរិយា អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន និង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ លើ ការ ប្រើ ប្រាស់ ទៅ លើ ផលិតផល ចឹង យើង ត្រូវ មើល ដែរ ចំណុច នឹង ណា ឥរិយាបថ ចឹង នៅ ក្នុង នោះ គេ ត្រូវ គិត ទៅ លើ occasion ឱកាស benefit short នេះ ផ្នត់ កំណត់ អ្នក ដែល គាត់ ប្រើ ប្រាស់ នឹង គឺ គិត ទៅ លើ ពេលវេលា និង ឱកាស ដែល គាត់ ត្រូវ ប្រើ ទី 2 គឺ គិត ទៅ លើ អត្ថប្រយោជន៍ ទី 3 គិត ទៅ លើ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ នឹង គាត់ level ណា ទី 4 ត្រូវ គិត ទៅ លើ អ្នក អត្រា នៃ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ហើយ ចំណុច ចុង ក្រោយ គឺ ភាព ស្មោះ ត្រង់ របស់ អតិថិជន ដែល គាត់ កម្រិត នៃ ភាព ស្មោះ ត្រង់ របស់ គាត់ ថា គាត់ ចំហ ស្មោះ ត្រង់ ត្រឹម កម្រិត ណា នេះ ឬ ក៏ អ្នក ខ្លះ គាត់ អត់ ទេ ក្រៃ តត ដាក់ កៅ កណ្ដាស់ ឲ្យ គាត់ បាន គាត់ ទិញ តែ បើសិន ជា អត់ ដាក់ ទេ ដាក់ កៅ ផ្លាស្ទិក គាត់ អត់ ទិញ ទេ គាត់ សុខ ចិត្ត អត់ តែ អ្នក ខ្លះ គាត់ តែ ដាក់ អី ដាក់ តែ ឲ្យ តែ បាន ផឹក អា នឹង គឺ អត្ថប្រយោជន៍ និង លក្ខណៈ របស់ បុគ្គល ផ្សេងៗ គ្នា ហ្នឹង ណា ចឹង ត្រូវ គិត ចំណុច ហ្នឹង ដែរ ការ កាត់ ចំណាយ ទីផ្សារ ឲ្យ បាន ស៊ី ជម្រៅ ទៅ លើ ចំណុច នេះ អា នឹង បើ យើង ប្រដៅ សំខាន់ ទៅ លើ behavioral segmentation អូខេ ចំណុច បន្ត និយាយ ពី using multiple segmentation base គេ ឲ្យ យើង ប្រើ ថា បើ សិន ជា យើង ប្រើ ជា មូលដ្ឋាន នៅ ក្នុង ការ កាត់ ចំណាយ ទីផ្សារ ឲ្យ ច្រើន ផ្នែក អញ្ចឹង multiple segmentation base ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ប្រើ ដើម្បី identify smaller better defined target group អា ពេល ខ្លះ យើង ខ្ជិល គិត ច្រើន ដាក់ វា multiple segmentation ទៅ ហើយ យើង បែងចែក វា ជា ក្រុម មាន ន័យ ថា យើង អត់ ខ្វល់ អ្នក ណា ចូល ចិត្ត អី ចូល មិន ចូល ចិត្ត អី អី ច្រើន នេះ គិត ថា ប្រភេទ អ្នក លក់ ផលិតផល គឺ គាត់ និយម ប្រើ អី ប្រភេទ លេ លៀម មុខ គឺ គាត់ វា កាត់ ចូល មកក្រុមអញ្ចឹង ណា អាហ្នឹង គេ ហៅ using multiple segmentation យើង ដាក់ ចម្រោះ ឯង ផ្ដោត ប៉ិន មាន ន័យ ថា យើង មិន focus ទៅ លើ មនុស្ស មួយ មួយ ទេ យើង ផ្ដោត មក យក មក ក្រុម ធំ មក ដាក់ ចូល មក ក្រុម អញ្ចឹង ទៅ អូខេ នេះ using multiple ដូច គ្នា នេះ គ្នា គេ ឧទាហរណ៍ គេ ថា នេះ Brine classify every American household into 66 unit segmentation organized into 14 different social group ជា ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ ការ ប្រើ ប្រាស់ និង សម្រាប់ ការ កាត់ ចំណាយ ទី 3 មួយ របស់ ក្រុមហ៊ុន Brine Brine គាត់ every household into នេះ រាល់ ការ កាត់ ចំណាយ ទី 3 គឺ គាត់ កាត់ ចំណាយ ទី 3 រាល់ 60 unit នៃ segmentation គាត់ បែងចែក ទៅ 14 ក្រុម តូចៗ the group people and location into marketable group of like mind consumer that exhibit unique net character and buyer behavior based on host of demographic factor ចឹង គាត់ បែក ទៅ លើ កត្តា ជា ច្រើន ដែរ នៅ ក្នុង ហ្នឹង អា ហ្នឹង គេ ហៅ ថា multiple segmentation គាត់ គិត ទៅ លើ កំណត់ គំនិត របស់ ក្រុម នីមួយ ៗ គិត ទៅ លើ ការ show តាម ចរិត លក្ខណៈ unique របស់ គាត់ នីមួយ ៗ អ្នក ទិញ ណា គាត់ បាន បែក ទៅ លើ ឥរិយាបថ របស់ អ្នក ទិញ នឹង ផង ហើយ ក៏ បែក ទៅ លើ កត្តា នៃ demographic ផង ហ្នឹង អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ហ្នឹង មាន ន័យ ថា គេ មិន កាត់ ចំណាយ មួយ មួយ ទេ កាត់ ជា រួម ច្រើន អញ្ចឹង គាត់ គេ ថា 60 គ្រួសារ គេ ត្រូវ បែងចែក
buôn đọc cầm ai ta học sau cua sáp bán chạy buôn đọc cầm xem cái này anh đang còn là chị ưu tờ hoa nâng cầm hốn nó gầm rạch tê hai xe mẹp chướng dựng bê ta lỡ ấy anh đang rương dường những ca cạch trong này tìm xa hay bái ta lỡ phân lật tập hoa mà dường đại nâng sự bạc cầm mà dường. Ok đó chiên ta đó ca cạch trong này tìm xa ta lỡ international market mà đâu hay nâng khăn nông mảnh có ru mình cho tiền ca cắt chậm lại tiếp xá nâng khăn nông chia phần phê chia consumer phần phê chia business segmentation này nè khẳng đảm hay lấy cho đó ca cắt chậm lại tiếp xá ta lỡ tiếp xá ăn rả chết tại mà đồng chẳng ca cắt chậm lại tiếp xá ta lỡ ăn rả chết có khi bắt xâm khăn ta lỡ cả ta buôn thông thông cả ta tìm mối cư này dạy phí location geographic cơ ta thì bấy cứ sệt được cách, cơ ta thì bấy cứ nhiều bãi, cơ ta thì buôn cứ vấp vấp bật thò. Chẳng phải hết buôn thầm thầm đấy, cứ thay bàn sắc sáng hàng xoài nhiều căn đã si chùm rỡ, từ lơ tìm xa ăn trả chiết để dưỡng thử sắc sáng xoài nhiều. Ok. Chẳng được không tìm xa ăn trả chiết, cái thử bàn chạy nhà consumer into group with similar need, intermarket segmentation. Thời bàn bàn chạy các cách chậm lại tìm sao đó chết thời bàn bàn chạy nhạc bà bà từ nâng cống đại miền đầm ra ca sổ điên thế nế rồi có ê dạ bà này ca tên những cứ bà bài khả nế nâng nóng đầm bòn thì có bà tê xem xem khả nế chẳng kì quả là bàn chạy cho tam bà tê tam đầm bòn hay chùm nâng chùm nô quát nâng ê dạ bọt có tính cứ dừng cho từ mà cống ta nâng cả cách chậm lại tìm sao. Ok cho đó chân lệch bật đầu nè cho đó chân lệch thì bốn trong khảo ấy nè xin mẹ riêng chân chân lệch đại xâm khăn bẩm phốt nè khăn ông mô của chia dưỡng cư chân lệch này mê riêng này này ca cắt chân lệch tìm xa mê riêng này cứ bắt đầu xâm khăn khăn mẹ tên create customer value mê này tha rõ đầm lại bà con rõ chân lệch xâm khăn bà con này tệ tử chốn tớp dương ai cắt chân lệch tìm xa bà đợi phải cho lỡ cả ta thằng ổn hùng để cái ta khẳng đam để cứu bạn như vậy. Hai chân ở trong cái này không nên mê riêng ý cứ như vậy bí requirement for effective segmentation đầm rơi cá đầm bấy thưa ai ca cắt chậm lại tiếp xác và có tài bất dịch tập hiệp mê này tha ca cắt chậm lại tiếp xác và dưỡng chia chậm lại mối đại dưỡng thử thưa đầm bấy thưa report đầm bấy vò vế đầm bấy vài lục lơ tiếp xác chân chậm lại trong khăn được không nút thực kết tất cả ta chậm nụn pram để ai thưa dưỡng ca cắt chậm lại tìm sao bà dưỡng bà có tất đại bật sự tập hiệp để ai miền bật sự tập hiệp bán chậm lại tìm mối cứ miserable nè vỏ vẹn bán accessible ai từ rút sustainable substantial mà substantial ai chậm nụ bán hay nè differentiable hay thưa ai khóc lại bán hay chậm mối tiết ai ăn vọt bán chẳng pram chậm nói ní cứ chỉ cần lưu xem nhà phơi ói cả cắt chậm này tiếp xác và cọp tại đại present tập hiệp ta chỗ đó chậm nói mùi muối chẳng đầm bay phơi tập bán nơi không nóng cứ nè selecting target market segmentation ca chơi rơ chẳng được không ca chơi rơ tiếp xác cô đá được không nói từ miền sầm từ miền bài chạy crom nè tính đại quan miền chơi rất lẹ cái nào nâng đầm ra ca và hạ bài cái nít tên nắng cầm hôn và dưỡng để dưỡng thở sầm rạch chùn này target market chờ đặc lệ cái nát đái company decide to serve làm bấy bầm ra chùn bộ quản anh ấy cái hào thá target customer target buyer vậy này ví đầm lại evaluating market segmentation ví đầm lại ta lỡ thà là phép tiếp xa tầng ảnh hằng của tiếp xa tầng ảnh hằng đầm bay miền bắc tiếp đôi miền cả ta tiếng pram mà bay mấy những cứ thời cả ta nó dừng ai bỏ về bàn ớt dừng ai chiều tới bàn ớt dừng ai thưa ai phần lật phò bảo dừng khóc lại bàn ớt nó không nút đầm bay vi đầm lại và to bị dừng thưa dừng ăn vót dừng thời đằng thà ta segmentation nó tùm hôm bận ná hay vì miền cà ri chấm ran ớt nó dừng vi đầm lại này segment structural attractive roll chấm này rồi chấm này tiếp sau này mùi vì miền chấm nắp bà rằm
Target marketing strategy cho đó yutta sa at ấy đây dương ai ni bán bởi chạp cho nội nhân ạch bán và tỏa bị khu ni hái khu convert video nâng tới dương ai mơ bật hai bán cho nội trẻ thông cho mùi nâng cao vi đâm lái tới lỡ market segmentation. Ok, cho đó cho nội bật tỏa target strategy cho đó ca riêng trong yutta sa tiếp xa từ lớp tiếp xa cô đang đi mùi tại những cô riêng trong cô dựt ra chẳng mạnh là nó lấy cái đạn an differentiated marketing target the whole market with one offer bởi dương chia bởi sân chỉ dương mình ai bay chạy tiếp xa cô đã ở miền lạc cái nạn khó play bị khả bàn tế miền này thay dương prao tiếp xa tiền mù lắng cư chỉ tiếp xa sẽ mẹp cột quân và lật đập hòa bà dương chân nó không nốt cái áo dương offer tờ 8 dốt tờ xa nâng đại dốt tờ xa dương tờ đập cư mass marketing miền này thả pra tiếp xa chùm rộng và mình chụp bố tờ lơ dốt tờ xa mùi nà thế cư dương phở sai bình chế căm gõ ban dương thơ promotion gõ ban dương ấy anh nâng khai thả tờ lơ thưa ti xa đòi bùm ai nhẹ cho lời differentiate bán chẳng hết nè bởi dương mình nhẹ mình bán chẳng miên thế ai thưa rùm và cả rùm nè bởi dây phi bởi lạc cái nạ riêng ưu thoa ra chùm này đăng bà dương hoàng ai riêng cho mùi khú bởi nè không thân ạ khú đăng thà ờ nè ná gọt điện xói nè ná gọt bộ cái nên là có đại chứng là về đại dương về biển cứ overall được admin bắt đầu tầm khăn từ lời thay ở nhạc sau cứ bắt đầu vô đợt sang chơi làm bay biển này ở đây chứng á chứng một số bài này ca biển cứ từ bảy tới tám lệ khả năng này tăng đá này ca để cứ chạy lấy tới tám tăng đá rùa mùi anh nâng ảnh nhẹ tại nằm mặt hết này có đôi khi nè market nâng cả đôi kia bản thân thì dương mình ai classify theo tam và phê để target này mùi mùi tế dương mình undifferentiate dương mình ai nhẹ bàn thế chấn do thời gian đại dương prá cứ dương prá rùm vay lục rùm đòi ẩn miền bắt đầu tầm khăn từ lời cầm này cầm nu ai ở đây dây rùm là lời tiếp xả năng nâng cái hai tham marketing nhé mùi tiết cứ focus on community rather than what different mùi tiết cái bắt đầu tầm khăn từ lớp đầm rời ca chỉ mua lật thàn chỉ chiên ca bắt đầu tầm khăn từ lớp hiệp khóc lại nhớ nhé chẳng ở các con đời xa con pra con art classify từ lớp con mình a chỉ được con chill chẳng con thơ thơ phải lật tập hợp chẳng lại nát đại chia cầm mình nịt bỏ bục cô tu từ chẳng bà chăm classify bà chăm focus từ lớp này hết cứ còn nào focus tới lớp community miền này thà group menu nằng ở nơi khung tiệp xa nó cứ quạt trời cả pallet the pal rồi có sự và cam nó đôi khi nè còn là nè khác quạt thử hiện lớn tết nè khác quạt trang bàn che nè bị miên vẫn đã dương ăn nhẹ thì cứ quạt vẫn tầng ở nó cứ quạt ai tới tuổi vô bàn cái hạt ta community và sao chỉ chiến different đây là phần phần pizza nhớ cứ dạy về pizza pizza cứ có thể classify từ tam phần đấy customer bố phần mình nấu chả cứ quát mình chia để giống mày mình nấu chả mình chia để giống mày cứ ở vậy để tầm khán cứ phần từ lớp dụ vào vậy nó dụ vào vậy để quát bắt đầu tầm khán nó vậy chập bị nâng mình nấu vậy cả đào tại mình nấu chả cứ quát mình để giống mày để dương tinh dương cái mấy cái chúng tốn cho chất nà đường tập hết à ha bài phát phụt đôi chìa slap mòn bẩm bong plum mòn nè tập hết à tùm nơm bỏ rộp bài nó cứ dương chạp ram cho chất bần tay vây chỉ đôn chỉ ta bỏ dương ở cho chất thì bê khá dương tật tinh pizza nhà quán
cứ ọt thế chẳng ảnh nó phập hết chia bà mến chia phập hết này à ha bài khẩm mình nít nó cứ nhê chứ chứ bà chẳng xảy ra bởi sân chỉ dương dạy bì bài dạy bì hà ai bài môn ai bài ai phập hết chùm này à ha nâng cứ viết khẩm mình nít cực nìa nên nó có gọt nhằm bài đây không ai chùm túng có gọt nhằm bài đây ai bài phở môn chá vậy chùm này vậy ấy có gọt ai nhằm bài phở môn bà này anh nó cứ chăng bắt đầu sầm khăn từ lời ưu tiên hóa này nay đại dương thời gian mà tha mấy thứ hai tha cầm mình nít rather than what different anh em chẳng á chẳng được nó nắng kệ thưa từ lời bao giờ đã sáng nắng thưa từ lời tập hết này market để undifferentiated ok chân lách bật tỏ kinh dạy bị differentiated tôi bị undifferent máu differentiated marketing yeah. Differentiated marketing target thật bao nhiêu tài sản cho mình nè several different market segment and design separate offer for each nè khi nãy pe để dùng nhẹ platform ở từ tam target customer and segment same kia nè pe nút cứ dùng thử offer same kia nè offer same kia nè anh em thật bao là cái nào nâng dựa tài sản xin cái này nâng dựa tài sản thở phải xin cái này nhé dựa vào vậy phải dựa tài sản xin mình nuôi chắc phải dựa tài sản xin để cùng dạy cái pi càng đậm ok goal is to achieve higher sales and stronger position nè từ đó cứ chia cái ta mua dạng sầm khăn cứ chỉ chốt chơi mua dạng sầm khăn làm bởi lụi bán cái búa hơi nâng miền chậm nãy tìm xa khăn nâng khá strong position more expensive than undifferentiated marketing. Yeah. More defensive than undifferentiated marketing. Vì thay chiêng à tệ tệ chôn tìm xa câu đáy để thật nực nóng differentiated. Biếp đôi dường tệ tình tệ nhằm cả tiếu tệ nhằm chô nực nóng háng phép thả nhầm chẳng xem đẹp à ha ưu thà bài món về miền mà chốt về miền bài món miền nực nồng bài món nắng về miền bài 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 mà chán lời món muối tắc sụp mà chán hay vậy tắc liền món tặng bẩn lấm nè tắc sụp mà chán hay à tắc tắc cho lụa về mùi mà chốt khi nào phê đại dương phần phê này để quan differentiate thì chẳng ai lo chẳng ai bị sai cái thằng bài bài môn bị sai chẳng bài môn bị sai nó cứ miên ai kì cứ thèm việc differentiate pi pi mà hope standard pi bài môn standard cứ tầm lại ưu thơ mà mờn không mà tràn ưu thơ nè mà mờn chẳng khi nào phê đại dương tin nó thu tới nữa nào mà tin bài phần môn nó cứ mà mờn khi nào phê đại dương differentiate và phê bị buy mon bị sai buy play mon bị sai chẳng được nông nông giờ offer ấy sẽ lỗ chừng nào bữa nay ta lấy câu về thay đại anh nói cái thằng more expensive and undifferentiated marketing bởi dương differentiate mình đây ta phải là tập hợp bởi dương cái này lỗ cái này bị sai chừng muốn hay ta lấy có lỗ chừng muốn hay có serve lỗ chừng muốn better serve chừng ai vậy ta offer phê hàng VIP hàng thò mà đà anh đang kia dạy dần anh đang dựng classify bằng đường ai anh đọc về VIP ta lấy pizza chiên á can là lọ chiên á bù xì ba cám dương mầm rau lọ chiên chẳng bờ bài sạch mòn pizza nó cứ cái ạt tập xúc kiểu miên ăn xúc kiểu miên và hết kiểu miên ấy time dân tới bà hay plumon plu nghe miên à plumon chơi miên à plumon sẽ đâm dân tới nè lời phê miền cái chỗ như hôi nhân tớ miền cụt mòn nhân tớ nè miền tật sụp ấy bị xe nè bài cái do tại cha cái do tại ấy xin thiết chẳng thà anh nói cái hát differentiate chẳng rõ cả đi đa differentiate từ lớp lật phó nó về can tái more expensive ok vậy tất clear đó nè
nâng chỉ dựa sa ba chấm lách bắt đầu cứ concentrate to the market target smaller share of large market cứ bắt đầu sầm khăn từ lời tiệp xa cổ đại tôi chỉ chieng ca bắt đầu sầm khăn từ lời tiệp xa cổ đại thầm chẳng chẳng chỉ nói rằng là cái từ lời bậc hiện này VIP chú cho lán dương chú cho sầm mánh thợ bán này ca điệp chồng và dương bảo tạc ra mối này đầu tiên để dương chọn kết chập hai class customer cứ dương thời điểm tăng phí dương kết bắt đầu sầm khăn từ lời cần là phiệp chơi chấm bóng ca sờ lập bạ nó ca ca nỉ dây ca chú cho bọc cọp từ đầu ca từ thu khai trư nừng thì hàng để qua ra bảo dương riệp ở standard VIP chẳng biết khó khăn này anh dương dương sầm lăng mới tập hết làn hàng chú cho ra chú cho lán là quạt ập nên riệp cho mấy đào tạo lược tập lá từ quạt pi là với miền à bông làng là nóng hay nâng cường sao vậy ạ là tiết kiệm riệp cho miền office miền ai trầm trơ miền để qua brand bọc kê anh nâng cái chập chỗ cái chập chỗ tiếp xa cổ đại anh nâng tiếp xa cổ đại để chọn differentiate cái focus từ lớn small specific group đại chia từ đại không ca từ tù bàn phải chung nông chẳng có cái ai cho rò lôi bàn bàn đại số mà thay offer ở cái lõ sự và cắm thay limited company resort à nhà bạn nhà đại bẹp bòn chung mới nâng thuần tiền thầm chết thuần tiền bạc đồng hồn miền cầm rắt chung này đăng này tiếp xa hai chung mới nâng bật sật tập hiếp nâng bật sật tập hò ok nâng dốt ở xa ok dốt ở xa bật to nì micro marketing cứ chỉ ca ăn vọt này cả lụa và lật tập hóa nơi khả nông cầm một thị tiếp xa mùi đài specific tờ lợi individual hay cho mùi nâng location cầm một thị xem xế đài bắt đầu xâm khăn tờ lỡ nha cầm một nụ rồi có tì tàng chạy lẻ cho nên cái hai tháng micro marketing cứ kì ta ăn ở vọt này chẳng local marketing rồi có individual marketing tiếp xa đầm bón rồi có tiếp xa bọc cùl nên cái hai tháng micro marketing ok ta tru local marketing involve the tailoring brand and promotion to need and want of local customer group này cái ta tiếp xa đầm bón nỉ mũi cứ bẹp bón kia cho mũi nắng ca rip chom từ lỡ mạng dạy háo nâng ca promotion từ 8 tầm rời cá nâng chọn bán bọc bọc côn là không khóm không đồng bọn ai để thử thử chẳng đồng bọn môi môi ở nước vật phê được dạy cùng dạy nhẹ vì môn hưởng tiếp xa cầm muốn tiếp xa đồng bọn tiếp xa đi tiếp xa nó cứ viên nhẹ cho 8 đồng bọn ngày nên là nó kê nhẹ chỉ city kê nhẹ chỉ neighborhood kê nhẹ chỉ store ai chỉ 8 store vật phê store ấy như thế chỉ hàng vật phê chỉ lạc cái này hiệp chỉ nhiệt sẵn đan nè nè bớ nè chất khang ấy nâng hãy xịt thi ok tiếp xa bậc cuối liền mình nè các bác đạo sống khăn tờ lơ bà lật tập hóa nè tiếp xa đại bác tờ lơ bậc cuối lại có chú chất nè need and preference of individual customer có chú chất có nè dùng ấy also known as one-to-one marketing mà customer mà customization cho mỗi nâng market of one marketing nâng cái hào thả individual marketing nâng cứ cái offer ta tam bậc hết này high class customer high class high level rồi có social status và còn lõ cứ dân classify customize ta tam nâng nâ vì ạc miền standard đi sư ta miền standard ạc đi bê class này class có trong ba lần nâng quạt pra dự tật xa nâng đầm bầy nì làm bây đang ở lơ tiệp xa hay môi chùm nuốn nơi khả nạp để quạt tới ai tình cái ta quạt nó chỉ lan lột xì tùm nớp tới cho từ tinh tùm nính ca offer dẫn xịn anh đang hãy đại bậc cuối là cái pra đầm nà ca tiệp xa từ tam bậc cuối one to one marketing one to one marketing nâng thay
Để sao tại cái việc classify từ tam phần từ tam chấm nón chấm nối chất bỏ à tệ chuẩn à những bị giấy thế cái thả bờ sân chỉ dương chỉ mình rặt bờ dương chỉ mình đài đài vì ở cha với chả nắng à to đại dương miền lôi tra đấy làm bài trai vì ấy làm bài offer từ tour lên sài gòn năng tại bờ sân chỉ dương chỉ mình sầm mạnh chỉ mình đài ăn khoa chẳng level smart kia chẳng cả offer có smart kia cái rung từ phần ấy vì rất có phần là tập hóa sẵn đại anh em ta bởi sân thì dân trong ban individual marketing nâng cứ xâm đại tới là one to one market cứ cái offer tam và chạy cái tế chẳng công tha cái cầu anh em nâng á chẳng nhạc lá quạt tờ tua sẽ bà cảm nâng quạt dạy thả những cái cầu của anh hay chẳng phập hệt hay bởi sân chìa lifestyle này phập hệt này 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 mà nụ tổng áo nâng bởi sân chìa quạt thật nâng nâng level đôi khí này anh em ảnh ấy thế ắt khoa cứ cái ắt vậy tới cái ắt khoa lôi chài anh năng tái sầm khán cứ better service good quality từ lớn và đạt anh năng tại bờ sân thì dương sẽ thật là cái năng phổ biến năng đá đất phan tại bờ sân thì dương ắt nơi tế viết thử miên pa nhà hàng mới cứ tinh khai bị tinh khai bị ok, chẳng phổ phê này individual marketing nhưng có ai như vậy bàn thá one to one marketing, mass customize nè, market of one marketing nè, thật dồn đấy. Ok ta đo chân lệch bật đó, ta lờ cả chữ rớt nè, choosing a target marketing depend on company result nè, cả chữ rớt tìm xa cổ đáu cứ trai phân bài ta lỡ vậy trăm chấm nói cho nói thì mới cứ thôn thiên là bọc cầm hốn tipi teller product bao dương variability là tập hiệp này cao phải là tập hợp đo phải là tập hợp bao dương tỷ bảy này vậy pí what này phải là tập hợp bao dương hay là tỷ bốn market variability miền này thà tùm hôm này tỷ xa ai prai pru ai trả ấn ai tôi ai thầm hai chân nói ti pram nè nè competitor marketing strategy à vậy để dương trai chơi chơi tìm sao cậu đã có dương trai mới chút là sao tìm sao bắt đại cụ bực cột bị chơi đây nè đại cụ bực cột bị chơi cứ chơi rừng mũi đó sầm khăn bẩm phật sầm đẹp dương để dương thời sắc sao sầm nhiều chân được nông ca chơi chơi tìm sao cậu đã bàn đau sầm khăn từ lơ chân nội này hay hay nè nông ca bị phe từ lơ market environment nó có dương bàn phát đoàn sầm khánh có dương bàn sắc sáng sáng vô tờ lỡ tì đại cư bực cư bực chạy này hả à, nâng đại sầm khánh dương lũ ấy mình ọt để lược lên tại dương lũ là bó đá là mình miên để lũ bằng cầm rò ná cầm rò mình tên cầm rò ná ok cụ sầm rạ thịt sấn nè chăm chờ nó bật to tiết chứng mới sao màn thịt đấy cô xong đấy mũi phí bấy bốn trăm và mũi phở phẩm bấy bốn đọc nè đọc slide và hơi sao ta đọc slide thế nhưng tại sao anh vô lập thay một to vẹp bọn nè cho mỗi nâng nè, so sorry, responsible, thật hết nè vẹp bọn cho mỗi nâng ca cho loài to nâng sử cùng, này tìm ra cổ đại nhưng nè, vập hết nghe miên sẽ là hai show nè, nè benefit customer with specific need nè, à vậy đại dương bắt đầu dòng khăn nâng cho loài to tờ lưu sử cùng, thay nạp hiệp sử cùng nâng cứ ách thạ bà giói bỏ tệ thì chốn hai cho mỗi nâng đầm rời ca chạy lẹ bỏ bộ quản hắn nó có dương thử offer ấy còn này hay cho nói bắt đó cứ concern for vulnerable segmentation nè yeah. Concern cả cái đây bùi bầm mối bẹp bòn chụp mối nắng cắt cắt lại tiếp sang mối tiếp cứ bẹp bòn chụp mối nắng children nè yeah. Alcohol cigarette internet abuse
nâng ca cắt chậm này tìm xa tới mơ tờ lơ bập hết này khmer đại ai vẹp bọn nê chủ mối nâng ca pra có nè bà rấy rưu có ca rùm lô bằng biến tờ lơ tam bà bọn internet để chế đám. Ok, differentiate and positioning ca nà si chùm rớ tờ lơ ca svai nhôl bì khôn ai thử cua tại bà cua tại offer ai miên lạc ca nà khó khai dần mất hay xăm xóa cho mùi nâng positioning. À, position nâng cứ xâm đáy tờ lỡ bởi dạy bì mục ca nghĩa cứ dạy bì mục đồng này. Dạy bì ca lụa bởi dưỡng còn miên mục đồng này này. Ca lụa bởi dưỡng mến thái đồng này bởi mình trầy bục lực mùi mùi mến thì. Đồng này này bởi lật tập hòl bởi dưỡng. Bởi dưỡng thiếp cho mùi nâng bởi lật tập hòl. Này sự bà cam rưu gọi bởi lật tập hòl bởi dưỡng lụa nở lỡ tìm xá thả táo biết thật nâng nâng chùm nạc thả nạ nà. Chính position đó nè, product position cứ dây từ lỡ tí tăng này bởi lật tập hòl bởi dương chân dương những cực tí tăng nâng mẹn do bởi lật tập hòl tại đạn này nâng tiệt nâng ní hết á thầy vô là cho bà cầm ở cho làm cái này tí tăng nâng cứ xâm đáy từ lỡ nè the way product is defined by consumer từ lỡ bởi lật tập hòl bởi dương đã à tệ từ chôn qua ai đầm lại ai cũng nên nâng phiếp sầm khăn nâng lẽ cả nạn đây phải là tập hợp và dương từ lỡ tầm nẹt tầm nón nâng nát cầm nứt bó à tệ thì trốn thiếp cho mùi nâng đây cứu vượt về trên anh nâng cái hai ta tì tàng ở đó dương prapapon tu sắp dương tự ca prapapon tu sắp chúng phổ phong tu sáp ở ngoài ấy dân mờ mờ thả táo phổ phong tu sáp bỏ dưỡng nữa dân pin chất sự bá cam mùi na chiên kê tàng tì mối position tờ lơ tờ lấy tì pí phổ phong nê chủ mùi nắng phổ phong sự bá quân đập hiệp này phổ phong sự bá hay nắng tờ lấy anh á si chiến anh á đại dân kết thả về lò chiên chẳng chúng à rắm bờ nẹt pra tờ lơ bọn đằng ao mùi ná đại lọ đại miền sẹp chẳng ấy nè anh đang bọn tụ sạp bờ chẳng miền nực nó miền mệt phốn miền mobitel miền smart nè à lỡ bay nó thầm thầm thằng bay nó thầm thầm miền mệt phốn miền sell card miền smart lời cụ ta bay nó không chấm nó bay nó ngạ mùi ná là lo trên kế xâm nhập dương dân là không nóng dân classify luôn này chẳng dân nè pra dân bàn classify từ lời bập hết này sử dụng này bởi vậy nè pra bà bòn đọc bí nè pra bà bòn xe khác nè pra bà bòn mệt phốn nâng nè pra nè pra smart hay thất nè không đồng bàn xem xem kia có miền ca pra bố từ lời bập hết này position nâng này đúng á cho nói năng chứ ngài cho nói này product position nó cứ lẽ cái nào bài này mình men chia blood the party tăng blood the poly cứ tí mình men tí tăng blood the poly để chia cần lại nhỉ cứ sắm đáy từ lứa cần sắp mang thất nơi không cần sắp mang bao cần dùm ở nẹp ra ok nhỉ place product cần occupy in consumer mind related to competing nè product ok chân thì vô lại nè chị bạn nè ha u tha dương chi rực dân này cái này kia nè long cái sơ nè land creature cho mỗi đang lịch sử buôn ở chất phèm ở chất anh ấy phổ phết buôn ở chất phèm ở chất nè long cái sơ có buôn ở chất lịch sử có buôn ở chất à lấy này chi phèm ở chất phổ phết là tập hóa nó rang này cái lại nè hay này chi slam bà lãnh bố cam rí bố bà phết bà lãnh cam rí xôn bà phân bố hybrid chẳng level này position này product nó khóc nè mà tiền con đập hiếp tiền đầm lại anh nâng á anh thầy kịch anh chẳng nát cầm đất này à tệ tự chân đại quạt bà rác cứ khóc nè trong giờ này ok nè chẳng nâng 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 cứ có dân thở phân bái trả lớp bà phết này rực dùn này nó không được dùng nó cứ nè positioning map show consumer perception of their brand versus competitive product on important buying dimension lẽ khăn này cả tình bảo kê tờ tàn bảo phết nâng
chẳng phát cầm đất bỏ tệ chốn đại giấy phí con được hiếp hay cho mỗi nắng tập lại nó có phải nâng phiếp tùm nợp nè lịch sử phiếp tùm nợp lịch sử cho mỗi nắng performance luxury style orientation và phép là này mùi mùi chẳng dừng mơ tờ option nè product on important by dimension lạc khăn này ca tinh bỏ kì nè khăn nông phép ấy khá đại lọ đại kế ai cho mà pra bàn tam phép hãy cúp xong cho mùi nâng đậm lại price phiếp tùm nớp hay nâng cun nập hiệp đại vì bằng hai thì tam phép dừng mơ phép rút có hôm ní cứ phép này navigator navigator phép điện bò xoáy đặt định ní về chữ infinity nè phép bò kiểu nè languager mình này performance có việc lỏ khách mà khách kia mà performance lỏ tùm nớp điểm sâu tùm nớp tới bàn tay về thuần mình prà nè thuần bởi navigator này bây kia mà luxury có việc tùm nớp bên này ta lấy có việc mà là mồm hay dân mà lôi xe buôn ở chất nhà mày đấy nhà luxury vào viết phép tùm nớp vào viết có cua sắm bàn ta lấy có cua sắm này performance lỏ chiến khang navigator này phổ phép lôi xì buồn ở chợ ở lịch buồn ở chợ nương phép lang creature cứ quân nộp phép phép tụm nớp bềm sơ mà này performance với lõ phần ta lấy có thiệp cho mùi nương ấy xí cứ ở đây anh ấy cứ chăng vậy thế phép phép này tụm nình à phổ phép boss wine này escalate ESV nè boss wine này chăm cho nình ấy nè thiệp mà phổ phép mùi này mùi nè còn là tụm hôm về thông tụm hôm về tối từ tam phổ phép nên để cái ao nè escalate nè thằng này performance tụm nớp luxury vào viết có cua sắm chiên ở đây chiên escalate cho mình nói escalate UV ESV phép tụm nớp vào viết hiện tụm nớp chiên ta lại viết về xong là móm tại performance vào viết hiện ăn tịnh hãy chấm nói đại can đại khăn can đại lái hay can tại performance lõ nè Range Rover nè tập hết năng chắc cái tiếp cho mỗi performance luxury phép tùm nớp này rất chuẩn hai cho mỗi nắng lại price chia sao dần nè sao dần sai sập quán bằng bài sập quán mà rồi mà pay quán cho mỗi nắng mà rồi học sập quán hay trong cái hammer eight one nè nơi lớn này hammer eight one ta lấy có cầm bù lấy performance lỏ bạn ta ao tùm nớp ấy ao tùm nớp về bù viên là kia cả này sơ tùm nớp về bên cầm bù thay nơi cần lơ đặt trở lại bởi kể chẳng xua tha ta bởi sân chỉ dụng phá lật tập hóa rồi có tầm nânh bởi dân thật nơi không cho nó trong một lòng nà nhưng thở mơ rèn khi bởi phết bởi sân chỉ dương bởi phết của thật bởi phết phọt thật nơi cả lại nà thử dô mò bởi chỗ được nông khả từ phải trở lơ ta lấy phải trở lơ performance phải trở lơ luxury không cả vi đâm lại anh ấn á nà nhưng dô mò chỗ khả năng tới việc đăng ti tăng bên nơi cả lại nà bởi phết để dân dô mò bởi thiết trở lơ differentiation hay cho mùi nâng positioning. À, bởi dân lụa lê, bởi dân do lụa lê dân thiếp từ lỡ, ạ à, thê này ca lụa lê xì, nè. Còn là phiếp dân thiếp cho mỗi nâng price, thiếp cho mỗi nâng, còn là phiếp phiếp cho mỗi nâng, và sạch là phiếp ấy dân tàu. À, nhà nâng phập hết. Ạ thê xì, phải là tập hợp xì, thở việc vọp xì, nhà nâng phải lán cái vọt từ lỡ, phiếp tùm nớp cho mỗi nâng, còn là phiếp performance bảo vĩ hay cho mỗi nâng thay. Anh nông bảo dưỡng cơ dương à chúng ta tam bảo phết bảo lật tập hóa ạ thê này cao bảo vệ anh ta lơ differentiate cho mỗi nông bảo lật tập hóa khó khăn nha nông position này những khó khăn nha ok choosing differentiate strategy cho mỗi nông positioning strategy ca chứa rơ dứt là xa nằm bây giờ mà ạ nằm vọt chúng ta thương mệnh identify a set of possible competitive advantage to build a position dương thử ta chắc cầm nọt cơn nập hiệp này cao và cột bị chảy rồi có hiệp lơ để những ai phơi tờ bán chùm chia chiêng và xa chiêng đại cụ cột bị cháy nằm bấy co sàng nằm bấy cho nó lỡ tìm xa ở nâng cái đã build position này lọ chẳng dừng thật là không dừng lại nà bởi dưỡng chia và phết này bởi lật tập hòa bởi dưỡng anh nâng phân bài chứ nè bà ok tiếp bì choosing a right competitive advantage
thời chưa rơ nè cả ta này ca bộ cột bị chê nâng ỏi xóm xóm dương bộ cột bị chê anh ta lỡ ấy phiệp thốn rư gọi phiệp móm phiệp thốn móm à được nè khăn rực dân ní cái do phiệp tùm nớp cho mỗi nâng performance hay nâng thay do mà này vậy nế do mà này vậy bây cho nói tùm canh là tùm nớp canh là thốn thay vì dân mạch tay nâng kết bộ cột nâng nhìn chẳng chưa rơi trâu choose the right competitive advantage khả năng dạy lượng rừng làn chân dân tầm mơ bà phê bà phá này mùi mùi ca bà gốt bà chơi bà phá cứ khó khó khăn nè ca bà gốt bà chơi bà phía chân bà xanh chị dân dạy bì lế con dạy bì lế cái dô ấy chị à thế nằm bấy chưa rơi trâu dô mà bà gốt dạy bì xâm liệu bà phê dân dô ấy mà bà gốt dô mà anh nắng dân thờ rơi trâu ná selecting an overall positioning strategy nè ao chơi rơ yết đặt xa tìm xa chơi rúm hay cho nên và đó communicating and developing chosen position to the market nè thử tầm nè tầm nó hay năng chai chai protocol và dương nè tầng nè không tìm xa năng ai xong rồi thứ tám và phê ok chẳng ở vậy để thử thưa bán thầy phải vô lại bàn xì chùm rơi tên là competitive advantage. À vậy ta hào tha competitive advantage. Phiếp lơ rưu có côn sầm bát nè con ông ca bà cốt bà chê. Bà tam bị côn sầm bát nè ca bà cốt bà chê. Miên này tha, à vậy đại ạ tệ tệ chôn, à vậy đại đại cô bà cốt bà chê phơ ạch bán dân phơ bàn. À nâng nhiên lơ kì ấy. Chân đạch nâng. À nâng cái hào tha competitive advantage. Is an advantage cứ chỉ con sầm bát đại dương lơ đại cô bộ quân bị cháy tam và cả bắt đầu chun tại ở tệ chấn nè không đầm lại là ở chiến through lower price con đầm lại này bật tập hóa lõ bật tập hóa lõ thay tháo sẽ ra bây giờ trở lên nè rưỡi cò high price more benefit nữa ta lại khác này khác hiền vô lại gọi hiền vô đây vận tải viên miên quân là bạch quân sầm bạch chả là high price hiền lại anh năng chương trình offer anh nói cái hai thằng competitive advantage cái priệp thiệp cho mỗi nắng đại cụ anh xem nhập cầm hôn thông đại quạt phơ ca nghe xem cứ quạt đại đánh lại p để quạt trong bàn computer mà pon set mười con mà rồi sạch cầm hồn mối tra ca cầm chút tơ mà rồi sạch chẳng có đại đánh thay thay lỡ cầm hồn đại quạt vô mà cốt cung cầm tơ ai cầm hồn quạt này cầm hồn A tra ca cầm hồn cầm chút tơ vô màu cốt cung cầm hồn A tra ca cầm tơ chùm nôn mà rồi sạch chẳng là khả năng sạch thì mỗi miền ấy khá kê bàn rìa ra bài ai với cầm hồn B, C, D rồi có bà ca chít xa thiền nạ ai cầm hôn đọt tay kê mò đã cùng rốn đã xa nào xong ai cột cùng dưỡng miên lôi ai kế bàn tay dưỡng ai cầm hôn đằng áo nó bà cột bà chèn khá nông ca đã đầm lại nè bà sân chìa dưỡng áo phơ ai kế dưỡng khá nông cầm náu cầm hôn chùm nôn prám bà đò computer ai kế khá nông tam làm rời ca bà kê đôi khá bàn tay tầm lãi hay nâng côn nập tiếp lọ chuyện tiền chẳng hết này anh chưa rưu môi để lọ chẳng phê nốt cái đánh lái cái do cầm hôn dương này anh nâng cái hào thác competitive advantage phiếp lơ này đại cụ cuộc chuyện đại dương phát đào đại dương lọ chiến thái chiến côn nập hiệp chiến thảo chiến côn nập hiệp chiến anh nâng ok choosing differentiation and product strategy but identifying a set of possible competitive advantage to build position by providing super value from យើង ត្រូវ តែ ផ្ដល់ យើង ការ 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 រៀប ចំ យុទ្ធ សាស្ត្រ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ វា មាន លក្ខណៈ ខុស ប្លែក គ្នា ហើយ នៅ positioning ហ្នឹង គឺ ត្រូវ តែ ជ្រើស រើស ទៅ លើ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដែល គិត ថា អាច ទៅ រួច ដើម្បី build ឲ្យ បាន ផ្ដល់ ក្នុង តម្លៃ មួយ ដែល សម ស្រប នៅ ក្នុង នោះ ដែល យើង អាច ធ្វើ បាន គឺ product differentiation để dương ai thua ai lọ khó phái thì mũi dương thầy thua ta lỡ product bảo dương ta phá lật tập hoa năng sử bà cam bảo dương nâng ạ
ai thuê khó phải kê bàn ọt. Chẳng nơi dân mơ bờ dạy bì bà lật phá. Bà lật phá nơi ca phút chay nơi ca bà lật phá bà dân. Tàng phiếp thôn, tàng phiếp thôn, tàng khôn nập phiếp, tàng ấy nâng cư bà bà cư nghi sử dụ bà bà đài. Nâng bà lật phá. Đó bây giờ vã cắm ưu thọ đã đôi dân liên lan nhắn. Nhưng miền ấy bị xe, nơi không nâng liên lan vì ai miền phô mò biểm rách đầm bây liên thơm mà chạy lan plư chân tơ về liên hay cả lại dương liên nâng tắc sân đã chùm rõ là ồ ọt miền tắc miền mê rô còn miền tắc miền thủ ly ấy cứ tắc xa áp tầm đón nâng hay về để máu cứ miền ấy xe xe thiệt nâng xù vị hả nâng kêu ta bật đạc xù vị miền mà xa free dân tơ nâng miền ấy bật nâng họ hang massage bắt đầu sửa va chân tới cọ cọ bắt đầu sửa va chân tới cọ pi đón cọ chụp pi đón nó massage pi đón free mà đón chân tới nâng ai nâng này phải là tập hóa nâng sửa va cầm anh nâng chụp khóc này để dân bắt đầu phiếp bên bắt sóc nâng sửa va cầm em xem cứ dân tới bắt đầu anh nâng cái phương mắt ở miền phiếp khóc này mình play để chơi lên nè play những miền này thà play bắt xa chân đây cứ vượt bị chơi như thế này ok hai bắt đầu máu cứ play bay chân này cứ bò dừng mơ khi bò khóc này mỗi bò anh ấy nói nó cứ channel differentiation people differentiation cho mỗi này image differentiation anh nó chọn gì phần nào vậy tầm khán cứ là product cho mỗi này sự việc để phơi miền là cái nào khóc play cho nó hói hai chỗ đó này cứ tầm mùi dương bàn chai dương bắt đầu chun là tệ chốn đại miền là khả năng khó phai ai bắt sao chương bệnh dây pi channel differentiation cứ dầm tay từ lỡ ca đặc chính chun là tập hợp cốt quân là tập hợp đại ai là tệ chốn toàn pi và lia toàn nè cho nên pi lươn anh hằng anh nói channel differentiation people miền này ta ca tận nẻ tận nón cho mỗi năng consumer năng nẻ prapra trong cõi lõ anh mua thiết ca kê chmua lọ image nó mèn rụp phiệp cầm hôn dớ nghe nè mình nên ta kê chmua phiệp là bay là bán ca ta thu score pi ở tây chôn nó cứ lọ anh nâng kê hào ta phiệp lọ bà xào ok anh nâng đi phân chế ok chân nói bà tỏ nè different to promote should be roal ca để dương chơi rơ ai vì mình competitive advantage dương thời phơi ở vi miên là cái nào khó phai trăng bẩm mô từ lơ cả tài khla nè thầy kịch này khla quật dây thầy anh nâng sầm khán á anh nâng lõ anh nâng miên tầm mối á distinct khó bị kế anh nâng á mới tiết superior bất chìa lõ bất chìa bà sao mới à chìa communicable à thế này thằng nào bán primitive affordable nè profitable chứng ảnh tăng năng rất tầm khăn rất tập hợp hết này tám lẽ cái nạn này là tập hóa năng sự vật cầm là bỏ đấy năng tầm khăn nè năng tầm khăn cứ mình em nè thử từ từ thử từ năng miên sự tầm khăn miên phải giỏi khăng mình tên năng miên phải giỏi xem đẹp năng cứ bấm mốt phải học tạng bỏ dương miên phải giỏi bỏ dương communicate football nè dương ai tận đại tận ông ban dương ai dương á à chỉ nói nắng đại dương tiêm ti ở dương thưa ở plat tập hợp bỏ dương được coi sự bạc cam bỏ dương căn tài lọ bỏ sao affordable sầm đại tận lớn sự bạc cam đại minh lạc cái nào mới ai cho tôi vào ban nè thưa tư mà em à nắng chỉ lạc cái nào đấy tập hết chẳng à tận tự đau được nâng ca áp vì vọt nâng ca chơi rơ từ ai competitive nâng cư lạc cả nạn này ai bì buồn và mối bẩm bẩm là chỉ rương mối để dân thở tái tiền ở rùm lệnh từ lơ bật tập hóa nâng sẽ bà cam bảo dưỡng ai can đẹp và xá nằm bây vô tập bẩm một anh nâng ok overall position strategy thì mẹ áp chìa rùm nâng ca thơ value proportion is full much of benefit upon which brand is position. Đầm lại chia ruộng chia sở mà mát tờ nâng ảnh thạp và giáo cho hai chữ mỗi nâng tì tăng chân nâng nó miền price miền benefit cái do sắc xa tờ là price nâng benefit anh nâng gương nghiêng cho mà đọc nọt cầm nật bọc khám ái thay tháo bàn tràn lọ
nắng lõi đang gọt tới nhảy nắng á nọt cầm đợt bỏ mình tư tới thì mẹ lơ tiếp xá quân đập hiếp hơi tràn hơi thay thảo tay nực nó nấy ắt miên tầm lại na đó nạn năng tê năng miên là cái bọc thì benefit price less benefit nè less benefit hay more price này đấy miền miền xếm miền lại more xếm lại benefit less benefit đấy ăn miền là tính thế xếm có ăn đại cái đá nợ chẳng dân thần mở benefit miền tầm more benefit more benefit more price nè more for more more for more miền này thật nãy trong ban tầm nính tầm lại để can đã thay quân nộp hiệp can là kháng tầm lại việc can là thay hai more benefit và là same price anh nói dân ai offer ban đây more for same more for the same more for the less nè more benefit và là less price ủa anh cái trong ban này more for less chẳng vì ai offer nông niềm dân trên nẹ lụa nông niềm dân trên nẹ tình anh thạp và giói cả bỏ sai khó khăn bởi dân trên nẹ lụa có dân ai phở bịa thà lè price và nè mó benefit ai kì và cho ta lại rồi có ta lại tháo tái kì ai bàn benefit này thằng ai cơ rồi ngay bây giờ nhận thật lè price anh ta lại thu thái bàn tay bà lật đập hóa lắc quân đập hiệp lỏ anh thạp và giói lỏ ngay khói nông màu cơ miền nông niêm dương chỉ nhẹ tính trong ban ta lại tháo hay quân đội hiệp chớn ta lại chớn anh nâng nâng phân cầm đất được nâng cao về hiện nâng nhé lệ prai cứ chỉ tu tới nền na của trong ban đấy lệ prai cứ nâng trạng mặt tri nâng khởi nhé trạng mặt tri nâng cứ lệ prai cứ lo thằng ạ lo và đây còn là chờ đợi môi lệ for my less à thà bây giờ tích nhưng chẳng price của việc tích anh nói về xong hai phần này nè the same for less ai ta lại và thêm vấn đề quân lập hiệp ta đái vấn đề ta lại thao chuyên môn quân lập hiệp này à thà bây giờ ta đái vấn đề ta lại việc thao chuyên môn ấy more benefit than more less price đó đó từ mười cho bà mối tiếp này more for the same ta lại ta đái vấn đề benefit cao hơn anh ấy ta lại thề cho mà chú anh ấy ta lại thề cho vấn đề benefit via same benefit via more chẳng anh ấy more for more benefit càng đại chớn ta lại có càng đại thề lại đại thực kết anh đang ở chỗ bạn á nâng tầm lại này position ta lỡ brand ta lỡ benefit này political power dương anh nâng lệ cái nạn này political power làm bay thua ở miền differentiate ta lỡ position and positioning. Okay. Develop pato ni to target segment and need our brand concept that point of brand. Ni developing a statement ka riep chom clear nei position ba jeung keu prao samkhan te leu kata ni ni ke tha na knong ni te mien ai mien ca cắt chấm lại tiếp xá xăm sọp cho mùi nâng đầm rỡ nợ đầm rỡ cá chú mua bà dưỡng cần sập bà dưỡng hãy nâng chú nói đại dưỡng khóc lại bị kỳ anh cả build developing statement communicate and delivering the chosen position dương tình ạ thân ông mà choose positioning is often easier than implement the position ca chơ rơ tí tăng này phải là tập hợp nên sẽ nên bảo dưỡng việc phát triển chiến cá an toàn chẳng hay biết thở gây cá an toàn về mình đôi cho vay để dưỡng như dây dưỡng thà đây ba ok chẳng xem mẹ mẹ riêng thì bấm bảy dưỡng riêng sắp đặt cái rồi riêng bề cái rồi hay sắp đặt này cứ dưỡng riêng trong vấn đề ai ba chẳng chụp cái này là sắp đặt này video là cái rồi cho mình cả riêng online là cái rồi tiếp ba ok